cho em biết là trong quá trình sử dụng cái sản phẩm nước mắm Quân Lười thì anh thấy là nó có ưu điểm gì nổi trội hơn so với lại các cái phân truyền thống mà anh đã dùng trước đây? Cái nổi trội thì anh cũng không có so sánh với phần khác được, nhưng mà có một cái là anh cảm thấy em biết đó, là khi mà em rải cái phần này á, mà thí dụ nó có lỗi đi chăng nữa, cái lúa mình cũng không có rõ, không thể hiện rõ như các cái loại phân khác mình rải. Ví dụ mình rải các loại phân khác nó chỗ đó nó thiếu hạt phân thì cái lúa sẽ già, nhưng mà thằng này nó không. Tức là nó vẫn đều. Nó vẫn đều. Đều. Dài thì nó không đều, nhưng mà đến lúc mà nó tan ra nó vẫn đều. Nhưng mà một cái ưu điểm lớn của nó đó là nông dân người ta mới hiểu cái chuyện này. Là cái lá nó không xanh đâu. Nó ngà nó già nhưng mà nó rất là cứng. Thì từ cái chỗ đó nó hạn chế mình rất là cái sử dụng nhiều loại thuốc. Nó hạn chế, rất hạn chế. Hạn chế thuốc. Cái đó nó ưu điểm cũng lớn, nhưng mà anh từ đó cho nên anh cái chuyện nó không có chuyện nó anh xài nó. Mình tên Bùi Trung Hiếu, 9A1, Duy Bình, Duy Thủy, Hậu Giang. Xã Duy Bình, Duy Thủy, Hậu Giang. Ở đây xã mình áp dụng phân này nhiều hơn chút. Ở đây áp dụng được 17 hộ. 17 hộ. Bao nhiêu hectare chứ? 17 hộ hình như được 100 mấy chục công á. Dạ. Khoảng 100 mấy chục công. Mình áp dụng bao nhiêu công chứ? Hả? Mình áp dụng phân rồi khoảng bao nhiêu công của mình? Của đất nhà. Đất nhà mình được 7 công tầm lớn. Dạ. Chú có đánh giá gì về phân lười này? Nhất là cái độ ôm đất. Phân lười thì rải mới đầu tiên thấy nó lâu bắt chi mà nó tốt rất bền luôn. Dạ. Nó hiệu quả không thua phân kia luôn. Đầu lâu bắt mình lo không? Không lo. Bởi vì nếu của mình nó hay nở mụn cho người ta tiếc. Dạ. Rất thích phân này đó. Cái đặc tính phân này mình hài lòng chỗ nào hết chứ? Hài lòng chỗ là nó xanh bền. Nó lâu xanh mà nó xanh bền, nó xanh nhà chứ không có xanh đen. Dạ. Như bao phân hóa học. Rồi vậy. Hợp tác xã Tiên Thành của Dị Bình. À, Dị Thủy. Dị Thủy. Có tỉnh đâu? Tỉnh Hậu Giang. Dạ. Chú Dũng, chú cho con biết từ đầu vụ giờ mình xài phân gì hết chứ? Đầu vụ giờ phân con lười, nhãn hiệu con lười đó. Dạ. Mà làm sao mình có được cái phân lười để mình bón cho hợp tác xã chứ? Vừa qua cũng được cái dự án của phòng nông nghiệp Dị Thủy hỗ trợ nông dân đó. Giữa thành viên hợp tác xã hay đăng ký làm tổng số là 26 hectare. 26 hectare. Cho anh Duy con thấy đây là 17 hộ hả chú? 17 hộ. 17 hộ. Giờ chú cho con xin chút cái ý kiến về cái hiệu quả của phân lười. Nhất thứ hai nữa là cái tình hình dịch bệnh trong năm nay nó có gì diễn biến không hả chú? Về sử dụng phân lười thì so với các loại phân hóa học khác thì phân lười bón dù nó xanh chậm hơn nhưng mà xanh đậm hơn. Dạ. Thứ hai nữa là cây lúa phát triển cũng vẫn tốt như phân hóa học, nó cây lúa cái chồi mập hơn. Dạ. Ngay từ đầu vụ giờ thì chưa nông dân chưa phun gì hết, chưa phun gì hết, bệnh sâu luôn hết chứ. Có nghĩa là chưa có bệnh sâu, chưa có hết. Dạ, quá tốt. Đang chuẩn bị là phun trước chỗ sau chỗ dưỡng. Dạ. Hạt. Dạ. Con thấy lúa giờ cũng đồng lớn nè, giờ cũng cỡ nhiêu ngày hết chứ? Lúa này cũng hơn 50 ngày rồi. Hơn 50 ngày. Trên giống gì hả chú Dũng? Giống RVT. RVT hơn 50 ngày mà bà con dân mình chưa có phun lần nào. Chưa phun. Là một cái dấu hiệu rất là tốt cho ngành nông nghiệp. Nếu áp dụng đúng thì bà con sẽ tiết kiệm nhiều chi phí. Dạ anh ơi, cho em biết họ tên, địa chỉ mình anh. Trần Văn Tính, ấp 11, Thị Thắng. Anh Tính mình sử dụng mà phân vụ này là phân gì anh Tính? Phân hiệu con lười. Từ cái chỗ mà phân lười này anh sử dụng lần đầu tiên á thì anh có cái nhận xét gì không anh Tính? Mình sử dụng lần đầu tiên thì thấy lúa thì nó cứng cây, nó cũng như nó nở gì bên kia nhưng mà nó cứng cây. Là một cái gì là nó đỡ lắm. Anh so sánh giữa cái mô hình mình với mô hình thông thường bên ngoài á có gì khác biệt không? Thì thấy bên kia thì cái màu lúa thì nó không có bằng màu lúa mình đó. Thứ hai nữa là nó hơi sọc. Rồi cái thời gian cái sau này mình có làm vụ sau này mình có muốn sử dụng phân này nữa không anh? Thấy mùa vụ này thì coi nó không có loại sạch hết sạch thì thu mua chắc có lẽ là cũng sử dụng nó nữa. Phân lười á. Tại cho nó cứng cây thì nó hết ít chỗ ngã thì mùa thu.